Dạ vâng, xin chào các bác. Hôm nay em lên cho các bác một cặp loa cây. Vâng. Đấy, như bác nào ví dụ như là nhà đang có tivi để kệ rồi nhá thì kê đôi này vào, thực sự các bác là quá đẹp luôn. Còn Onkyo 205F. Dòng này thì các bác sẽ ví dụ như là cho bác nào mà tivi treo tường ấy các bác. Đấy thì mình sẽ để hai con này hai bên. Nó xong mình sẽ lấy thêm một con công suất mình để ở dưới cái gầm kệ tủ ấy. Em đảm bảo các bác là đẹp cực kỳ luôn. Phê lắm. Cái này thì ngoài yếu tố là hình thức trưng bày đẹp ra thì các bác cũng sẽ có một cái chất âm rất là hay các bác nhá. Tiếng nó chi tiết. Đấy. Xem phim cũng thứ thoải mái luôn. Xem phim nghe nhạc trên con này thì đỉnh cao luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì mức giá hiện tại thì như năm ngoái các bác mua thì nó phải tầm khoảng là đâu đó khoảng gần 3 triệu. Đấy nhưng mà năm nay chi phí rồi mọi thứ nó giá nó giảm rất là nhiều rồi. Đấy, từ vận chuyển cho tới là chi phí giá hàng hóa. Đấy. Thì với thời điểm hiện tại thì con này hiện tại các bác chỉ cần bỏ ra bao nhiêu? Vâng, có 1.990.000 thôi các bác nhá. 1.990.000. Đấy, các bác đi mua những con loa gì ạ? Loa chung như kia của nó đã hơn 3 triệu rồi kìa. Đấy, những con loa kìa. Nó đã bé hơn con này rất là nhiều, nó hơn 3 triệu kìa. Như cái dòng kia bây giờ nó phải tầm khoảng hơn gần 2 triệu. Đấy. Mà với cặp này thì các bác bỏ ra bao nhiêu? Có 1.990.000 thôi là được một con loa cây đẹp tuyệt vời. Đấy. Nghe nhạc hay, trưng bày tốt. Đây các bác này, hàng nguyên bản các bác nhé, hàng nguyên bản luôn này, từ màng nón gân cái thứ nguyên bản, tép y chang luôn, nguyên bản. Đấy. Phê lắm, nghe rất phê luôn các bác nhá. Em sẽ đo kích thước cho các bác. Đây các bác nhá. Chiều cao của nó là 77 các bác nhá, chiều cao là 77 này. Đấy, đấy là chiều cao nhá. Chiều rộng của nó này, rộng là 16.5 này. Chiều sâu của nó là 23.5. Đấy, đấy là kích thước. Đó. Con này thì có thể phối với âm ly to hoặc là mình có thể phối với một con công suất như thế này. Này, một con công suất này rất là gọn. Thì với con công suất như này thì các bác có thể kết nối được tivi, điện thoại. Đấy, tivi, điện thoại hoặc là máy tính thoải mái nhá. Sau đó mình sẽ đưa vào con này. Cái con phía sau kìa, đấy cái con em đang ghép đấy thì là các bác sẽ để dưới kệ tivi nhá. Còn hai loa mình để hai bên đẹp lắm các bạn. Xem phim nghe nhạc phê lắm. Đấy. Công suất của dòng này thì là 70W và trở kháng là 6 ohm các bác nhé. Đây. Đấy. Đây. Nó. Công suất là 70W, trở kháng là 6 ohm đây, phía sau này. Đẹp lắm, con này hàng đẹp lắm. À bác nào mua nhé, em tặng các bác cầu cái một cái bộ dây bắp chuối luôn. Bình thường thì các bác phải xoáy ra mới kẹp được nhá. Phải xoáy cái cọc bắp chuối ra này. Đấy, nhưng mà em tặng các bác một bộ dây luôn nhá. Nếu bác nào chốt em tặng một bộ dây luôn. Đấy, tặng bộ dây Lakamichi hàng Nhật nhá. Đấy. Cái đầu Lakamichi, đầu kẹp này của Nhật. Dây này là dây thương hiệu của Mỹ. Dây chống giảm nhiễu rất tốt luôn này. Các bác cắm này nó tiện hơn là mình kẹp. Đấy, phải xoay xoay ra kẹp rất là mất thời gian. Đấy, em tặng các bác một cái đầu kẹp Lakamichi nhìn nó chất lượng hơn nhiều này. Đấy, đẹp lắm. Loa đẹp này mà đi kẹp dây thì trông chán chết đúng không ạ? Nó phải có cái dây chất lượng như này nó mới nhìn nó mới đẹp đúng không ạ? Đây. Đấy. Các bác không cần phải xoay ra làm gì nữa nhá. Mình cứ xoay chặt lại cho em. Sau đó mình dùng cái đầu này mình kẹp lại. Đó. Các bác nhận mua hàng nhận hàng được check thoải mái nhá, được check hàng thoải mái. Tức là được kiểm tra đấy. Kiểm tra hàng đúng theo video. Sau đây em lên bản nhạc mời các bác nghe thử luôn nhá.
Đấy thì bác nào thích có thể lấy cả bộ như luôn nhá. Con này thì có thể là kết nối được với tivi này, máy tính này, điện thoại này, chỉnh được 3 tép này. Đấy. Nói chung là nghe đủ thể loại luôn. Còn con loa này thì quá hay rồi, đấy. Ghép hai con thì quá hợp luôn, trở kháng thì là con kia đánh từ 6 đến 16 nhá, con này trở kháng 6 ohm, hợp nhá. Công suất thì con này 70, con kia 70, quá hợp luôn thực sự các bác. Đấy, bắt đầu lấy được cả bộ thì ngon, hoặc là mình có thể mua loa rời nhá. Cặp này thì giá là 1.990.000 em tặng các bác một bộ dây loa, kia là của em là 4 m, trị giá là 250.000. Còn con máy kia thì bác nào mà lấy thêm thì con máy đây là 1.450.000, được chưa ạ? 1.450.000. Đấy thì bác nào mà lấy thì cộng tổng hai cái lại cho em nhá. Dây là em tặng nhá, dây điện thoại là em tặng, cái dây loa là em tặng cho các bác bộ dây xịn luôn. Đấy thì bác nào mà chốt cái bộ loa này thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.